Sập lửa coi là như là lửa cái cầu rồi. Nửa cầu đấy. Nửa cầu luôn sập. Được mấy người sống hả chị? 4 người trên xe con. À vẫn còn sống, thôi thế là mô Phật may rồi, thế là may lắm rồi. Này mất 2/3 cầu rồi. Tôi có 2/3 đấy anh nhỉ. Đó. 2/3 đấy. 2/3 mà sao mà sập được mới hay vậy chứ đệ. Nước nó xoáy ác chưa kìa. Nó xoáy như này nó tốc cả chân cầu gì sập. Ra mà. Nó bao nhiêu năm rồi nó xoáy. Nói chung là cũng mà cũng là cứu hộ đang đứng và như là các cái hôm mà chị đi Phú Thọ là chị về đường này đấy. Bên cứu hỏa đang đứng ở bên kia đang chờ. Áo phao viết của đấy là quân đội ở bên kia là quân đội, người ta mang áo phao nhiều lắm. Kia là như là mấy anh bên cứu hỏa đang đứng đầu bên kia. Thật đấy nhỉ. Đúng ngay gần cầu luôn. Làm gì ở đây, bây giờ trôi đâu hết rồi. Đau đớn quá cơ chứ. Bây giờ chờ nước hút thôi, nước có xoáy thế này mà mọi người nhìn nước, dòng nước này. Tuổi gì đâu ấy lên được. Nhìn mẹ lúc kia nó cả nó đẩy sóng nó xa lên nó dòng. Ôi nước có xoáy thì không bao giờ cơ mà. Cũng là các cứu hộ đang chạy hai bên con một... sông. Lên nào. Đây. Nước nó xoáy lắm mọi người nhìn này. Đây là bọn em đang đứng sát luôn gần với cầu luôn đấy nha. Sát luôn đấy. Cách cầu có mấy mét? Mấy mét đây. Ôi trời ơi. Sao em đi cũng là dân tìm ở đây rất là đông luôn, xe cũng là đông luôn. Đúng là chất lang địa phương đang ở đây cũng là đông. Đúng rồi. Đây cũng là xe của chức năng địa phương cũng ở đây rồi. Em đang tìm lối đi vào cận gần hơn. Em có đâu. Dạ. Ơi thương lắm mọi người ạ. Nhìn nó tội. Cô công an thì anh cao, nhưng anh này cao 1m9 đấy. Nhờ. Gần 2 mét. Thật đấy, anh này anh cao phải gần 2 mét, anh cao quá. Ôi dồi ôi, cái hôm mà đùa. Thương thật. Đây người ta chẳng đây gọi là cấm xe máy ô tô vào đây được tắc đường. Trôi nhỉ, trôi được hết luôn, mới sợ. Nước nó xoáy, nước nó trên này mà. Chuyện rất là mạnh. Sắp hết đến chân luôn đấy. Chân luôn
Trời ơi, tôi đi tôi rất nghe nó bắn. Nước xoáy lắm, nước xiết lắm. Cây gỗ to, nó trôi xoáy vào luôn. Chưa vớt được cái nào à, ông bé? Sợ xe tải không trôi đâu, tại vì tàu nó nặng thế nên xe tải chắc chắn đã trôi. Chắc xe tải vẫn còn mắc. Không trôi đâu. Nhưng mà người thì sao? Người thì chắc là mắc kẹt. Có ai bơi được vào không? Có. Có chứng chỉ bơi được vào. Đấy, xe máy xe ô tô gì? Xe máy. Ở xe máy bơi được vào. Vớt đâu? Không phải không à? À, ông đấy là vào được. Thằng ấy bám cái chuối nó trôi lên. Vớt đấy phải tầm cái chuối. Thằng ấy kém. Nước quẩn lại luôn. Bà chị đâu rồi? À đây bà chị đây rồi. Cúng gỗ cũng là chơi quẩn luôn, xoáy quẩn. Con nhà ai? Nó đây là con nhà bà Chính đấy. Nó là con nhà ai ở bên bên ngay chỗ chợ ấy. Đẹp dài lắm. Mà xin nó bắn nhầm. Đẹp trai lắm, cái xe tải mà chính cái xe tải đấy là nó mọi người quay được là cái cam hành trình của bạn ấy quay được luôn là chính là rơi xuống luôn. Đấy anh Phong, thế là anh đấy anh ở Cam Đông à? Đó. Là gửi cái cam hành trình đấy, chính cái cam hành trình là gia đình là gia đình ấy được đây này. Đây này. Đây này. Đấy cam hành trình của nhà gia đình nhà người ta đấy. Nhìn đấy. Đấy đấy đấy, cái cam hành trình của xe của nhà người ta nó rơi xuống luôn đây này, chính cái bạn này mà đẹp dai lắm. Nhìn thấy chưa? Đó. Xe máy này tí lao xuống rồi. Đấy đúng là cam hành trình của nhà xe nhà ta đấy. Này thường thường là cái thằng thanh niên nó sẽ gần cái xe máy tí vượt. Thương chưa? Rất ruột luôn, nhìn thương thật đấy. Còn nó có một cái gia đình là cái bà đấy, bà lại chính bà là người vượt cái xe tải. Bà ấy vượt xe tải, bây giờ gia đình nhà cô ấy đang ấy, cô đi bán rau. Cô đi bán rau lúc cô đi về. Cô bán rau. Không, cô đi xe máy. Cô đi xe máy, bà đi xe máy, bà đi bán rau về. Người đâu kể cả đàn ông cái kiểu kia. Ôi. Chẳng có. Bà đi đằng sau bà may quá bà. Phỏng vấn bà. Bà về rồi thì. Ừ, bà chứng kiến bà nói mà. Không, thế thì bà khác rồi. Tên là Hòa, thế lúc một thằng là hương nộ thì đấy là nó đây được nó bấu cái chuối đấy rồi. Anh ấy hương nộ thì lên con còn sống không? Còn sống, còn sống à? Viện Trang Đông đấy, phỏng vấn đấy. À phỏng vấn anh chưa khóa ở cầu ở đầu cầu. Ôi trời, không khóa đấy. Thế à? Anh Sơn chưa khóa đầu cầu. Thế em đi bằng cái xe gì mà xuống đây đi ô tô à? Đi xe máy. À chính là xe máy à? Xe máy. Anh khóa đầu cầu à? Anh đấy, anh ở khu mấy rồi? Tám hương nộ. Đấy thì anh bảo là anh phỏng vấn, anh bảo là lúc rơi xuống thì anh bảo là thế rung rung nhưng mà không biết là cảm xuống tận đáy rồi, xuống tận đáy rồi nhưng mà xong anh bảo là anh cố ngoi lên, cố lấy rồi ngoi lên này, ngoi lên nó nắm được cái chuối đấy, xong anh bảo là cái chuối thật là nhiều số sống này nắm cái gì. Nước chảy quá xiết luôn đấy mọi người. Dựng nó lên. Đấy, nhiều khi cầm chân dài chị lại tiện.
Được chảy xiết qua ở bên kia, bây giờ như thế nào, công an bây giờ mang ở bên kia kìa. Sông nước xoắn ơi, xoắn nó đủ lên. Đúng rồi. Cái xe đen cuối cùng ấy. Cái xe qua bên này lôi cái thằng mua ở bố tàu. Mưa nó vừa bay lên ra đấy, nó lôi thằng ấy ra. Lôi được người lên. Lôi cái thằng ấy nó rơi ở bờ cái mũ đấy. À. Đi đi xe máy mà thụt xuống cái này mà xe máy treo lơ lửng ở đấy. Ôi giời ơi, đúng là đúng, đúng là số ông em không mất đấy. Không vấn anh cái gì à. Bây giờ là chết rồi. Nhưng mà các cháu nó tại bệnh viện nó là may là chưa tan trường cái là Hữu Hà tan trường đấy. Đúng là tan trường thôi. Đấy, bằng các cháu bảo còn may là chưa tan trường đấy. Chứ các cháu mà tan trường nữa thì thôi đừng hỏi luôn, may. May là hôm nay học sinh không phải giờ tan tầm. Nếu mà học sinh mà tan tầm thì chết. Nếu mà học sinh mà tan học thì thôi. Bên học sinh nó biết bơi đi đâu. Cha phải chuẩn bị cắt thuốc. Thuốc bên này này. Ờ. Không ai máy sinh mới bảo là ăn được nhân khỏe. Người ta đi đâu thì bảo là cả hai không nghe máy, khổ thân. Nó không để ông vớt cái cây chuối mà tưởng có, tôi tưởng không vớt được người, ông này sợ quá. Em ở Hà Nội đường. Cái này phóng sự chưa. Ok, cái dòng này nó chạy quẩn lại. Không phải cái bà, không phải cái chị mà cái cô mà đóng phim vừa hay nói con trai bên cơ sở phải giống như phải thì luôn đi. Cầu nó đâm một cái